Các cuộc bầu cử chính quyền địa phương sẽ được tổ chức vào thứ Bảy, ngày 14 tháng 9. Bỏ phiếu là bắt buộc. Hãy xem video này để hiểu cách ghi danh bỏ phiếu, kiểm tra chi tiết ghi danh hoặc cập nhật thông tin chi tiết của quý vị và các lựa chọn bỏ phiếu của quý vị. New South Wales được chia thành các khu vực chính quyền địa phương. Mỗi khu vực chính quyền địa phương được quản lý bởi một hội đồng và các cử tri ở mỗi khu vực bầu người đại diện cho họ vào hội đồng. Ghi danh để bỏ phiếu. Quý vị phải ghi danh để bỏ phiếu nếu quý vị từ 18 tuổi trở lên và là công dân Úc. Danh sách cử tri ở New South Wales được đồng quản lý bởi Ủy ban Bầu cử New South Wales và Ủy ban Bầu cử Úc. Quý vị có thể ghi danh để bỏ phiếu, kiểm tra chi tiết ghi danh và cập nhật thông tin của quý vị trực tuyến. Hãy truy cập trang mạng aec.gov.au/enroll. Các lựa chọn bỏ phiếu. Đối với những cuộc bầu cử này, quý vị có thể bỏ phiếu trực tiếp trước ngày bầu cử tại địa điểm bỏ phiếu sớm, trực tiếp vào ngày bầu cử, hoặc bỏ phiếu qua đường bưu điện nếu quý vị hội đủ điều kiện. Nếu quý vị bị mù hoặc có thị lực kém, quý vị có thể bỏ phiếu qua điện thoại có sự trợ giúp của tổng đài bằng cách gọi điện thoại số 1300248683 để ghi danh và bỏ phiếu. Kiểm tra địa điểm quý vị có thể bỏ phiếu vào hoặc trước ngày bầu cử bằng cách truy cập trang mạng elections.nsw.gov.au. Nhập địa chỉ nơi quý vị đã ghi danh bỏ phiếu để tìm danh sách các địa điểm bỏ phiếu và thông tin về giờ mở cửa và tiện ích hỗ trợ của từng địa điểm. Bỏ phiếu sớm. Nếu quý vị hội đủ điều kiện để bỏ phiếu sớm, quý vị có thể tìm địa điểm bỏ phiếu gần nhất bằng cách tra cứu địa chỉ tại trang mạng elections.nsw.gov.au. Nhập địa chỉ nơi quý vị đã ghi danh bỏ phiếu để tìm danh sách các địa điểm bỏ phiếu sớm và thông tin về giờ mở cửa và tiện ích hỗ trợ của từng địa điểm. Ngày bầu cử. Để bỏ phiếu vào ngày bầu cử thứ Bảy, ngày 14 tháng 9, quý vị hãy đến địa điểm bỏ phiếu trong khoảng thời gian từ 8 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Quý vị sẽ cần đến một địa điểm bỏ phiếu trong khu vực hội đồng của quý vị. Một số hội đồng được chia thành các khu vực nhỏ hơn được gọi là các khu vực bầu cử. Nếu quý vị sinh sống ở hội đồng thành phố có các khu vực bầu cử, quý vị phải bỏ phiếu trong khu vực bầu cử của mình. Để biết địa điểm quý vị có thể đi bỏ phiếu, hãy truy cập trang mạng www.elections.nsw.gov.au. Quý vị có thể nhập địa chỉ nơi quý vị đã ghi danh bỏ phiếu và tìm danh sách các địa điểm bỏ phiếu và thông tin về giờ mở cửa và tiện ích hỗ trợ của từng địa điểm. Bỏ phiếu qua đường bưu điện. Quý vị có thể hội đủ điều kiện để bỏ phiếu qua đường bưu điện và nhận các lá phiếu được gửi qua đường bưu điện đến cho quý vị. Kiểm tra điều kiện hội đủ của quý vị tại trang mạng elections.nsw.gov.au. Sau đó ghi danh trực tuyến hoặc qua điện thoại bằng cách gọi số 1300135736. Quý vị cũng có thể ghi danh bằng cách tải mẫu đơn ghi danh trên trang mạng và gửi lại đơn ghi danh đã hoàn thành của quý vị cho Ủy ban Bầu cử New South Wales. Đơn xin bỏ phiếu qua đường bưu điện sẽ được tiếp nhận từ thứ Ba, ngày 6 tháng 8 và hết hạn tiếp nhận vào 5 giờ chiều thứ Hai, ngày 9 tháng 9. Gói bưu phẩm chứa các lá phiếu sẽ được gửi đi từ tuần lễ bắt đầu từ thứ Hai, ngày 19 tháng 8. Khi quý vị nhận được gói lá phiếu qua đường bưu điện này, xin quý vị đọc kỹ các hướng dẫn. Để phiếu bầu của quý vị được tính, quý vị phải hoàn thành các lá phiếu của mình và tờ chứng nhận bỏ phiếu qua đường bưu điện trước 6 giờ chiều vào ngày bầu cử thứ Bảy, ngày 14 tháng 9. Phiếu bầu qua đường bưu điện đã hoàn thành của quý vị phải được Ủy ban Bầu cử New South Wales tiếp nhận trước 6 giờ chiều thứ Sáu, ngày 27 tháng 9.